chiếc xe điện đầu tiên của hãng mang một nét tương đồng mạnh mẽ với chiếc BZ4X của Toyota. Subaru đã trình chiếu đoạn video đầu tiên về chiếc EV đầu tiên của mình, chiếc Crossover 4x4 Solterra. Về cơ bản xác nhận rằng đó là phiên bản được làm lại một chút của chiếc BZ4X EV sắp ra mắt của Toyota, theo Autoblog. Cả hai mẫu xe điện đều là thành quả của sự hợp tác giữa Toyota và Subaru trên nền tảng Igna, được thiết kế cho nhiều xe EV, được công bố lần đầu tiên vào năm 2019. Các dấu hiệu thiết kế có thể nhìn thấy trong video teaser, đặc biệt là cánh gió kép kỳ lạ trên nóc xe, tương tự như trên BZ4X sắp ra mắt của Toyota. BZ là viết tắt của Beyond Zero. Hồ sơ bên trong một bức ảnh dài hơn cũng trông giống hệt nhau, khiến chúng tôi tự hỏi tại sao Subaru không chỉ tiết lộ nó đầy đủ và hoàn thành với nó. Nó cũng cho thấy một bức ảnh mờ về nội thất, với trung tâm là một màn hình khổng lồ được gắn ở giữa. Một lần nữa, điều đó trông mạnh mẽ tương tự như những gì Toyota đã cho chúng ta thấy với chiếc Crossover EV của riêng mình. Mặc dù Autoblog đã chỉ ra rằng Subaru dường như có một số tính năng bổ sung bên dưới núm xoay. Một sự khác biệt đáng chú ý khác là ghế được nâng cấp của Subaru có thể cho phép các hoạt động 4x4 thể thao hơn. Các chi tiết chính khác như giá và dung lượng pin vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, giá có thể ở đâu đó trong khoảng cao từ $30,000 đến $40,000 thấp. Giống như sản phẩm của Toyota, nó sẽ có mặt tại Mỹ và các thị trường khác vào mùa hè năm sau. Chia sẻ hữu ích nhé!